đầu tiên về hơi thì bên mình có hai sản phẩm. Đó là mod SAG600 là bằng hơi là có núm điều chỉnh áp ở ngoài. Và thứ hai là CAG600. Không có đồng hồ để mình coi áp. Nhưng mà điều chỉnh thì là ở đằng sau lưng à. Súng thì có thể sử dụng cho hai dạng keo. Thứ nhất là dạng keo chai. Thứ hai là dạng keo bình. Mình thường gọi là xúc xích đó cả nhà. Phụ kiện kèm theo máy của SAG đó là sẽ quan trọng là cái bộ tim này là bên mình thiết kế riêng để xài cho dạng keo ống đẩy ra. Còn nếu mình xài keo bịch thì mình không cần xài cái ti này. Sau đây thì mình sẽ lắp ráp và bắn thử cho cả nhà. Nếu như cả nhà mà xài silicon bịch đó thì mình không cần gắn cái này. Đó, mình cứ để bịch vô và mình gắn vào mình bắn ra thôi à. Nếu mình xài bằng cái ống. Cả nhà chỉ cần thay cái ti này vào thôi. Rồi, ở nhà mình siết chặt lại thôi à. Đến là ống kế nào đây là cái đồng hồ để mình dùng để chỉnh áp khi mà mình muốn tăng giảm áp á, dở lên đó. Dù mình mà dặn qua trái á thì nó sẽ hạ áp xuống, còn dặn qua phải á nó sẽ lên áp. Rồi tiếp theo mình sẽ giới thiệu cả nhà súng bắn keo mà không có đồng hồ áp cũng sử dụng khí nha cả nhà.